Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Trần Hải Trader. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ đi phân tích xuống giá vàng ở trong phiên ngày thứ hai, ngày 11 tháng 3 năm 2024. Thì giá vàng ở trong phiên thứ sáu tuần vừa rồi đã mở cửa ở mức 2.159 và đóng cửa lên mức 2.180 và có lúc cao nhất lên 2.195 và thấp nhất về đến 2.154. Thì đây nó là một cái cây nến tăng cho vàng, và tuần vừa rồi vàng đã tăng liên tục và không có một cây nến đỏ nào. Thì sang đến tuần này, hôm nay là thứ hai, vàng sẽ đi như nào, mình sẽ cùng phân tích với các bạn. Trước tiên là mình sẽ điểm qua những tin tức chính. Về tin tức chính thì ngày hôm nay không có tin gì về đồng đô la Mỹ cả, chỉ có tin về đồng CNY là khoản vay, còn cái tin GBP thì công bố lúc sáng nay rồi. Thì đây là những cái tin tức chính ở trong ngày hôm nay. Chúng ta cùng chuyển sang cái quỹ của FBR. Quỹ này thì đang dự trữ vàng rất thấp, bán xả liên tục. Thì động thái mới quỹ này thì chúng ta sẽ cùng chờ xem ban đầu quỹ này mua vào mua theo tính chất thăm dò hay mua theo tính chất om hàng các bạn nhé. Thì mình sẽ cùng đánh theo quỹ này, và chúng ta có thể chuyển sang cái tin tức chính trong ngày hôm nay. Giá vàng ổn định ở mức cao kỷ lục vào thứ sáu sau khi lần đầu tiên chạm đỉnh 2.200, và sự lạc quan càng ngày càng tăng với các ngân hàng trung ương sẽ cắt giảm lãi suất trong những tháng tới, và tăng thể tài chính diễn ra do nhu cầu chúng vẫn cao. Giá vàng tương lai trên trên bốn sàn thì đều là tăng kỷ lục, cột mốc kỷ lục mới đối với kim loại quý màu vàng đã ghi nhận mức tăng 4% trong tuần, và được đưa ra khi mà các nhà đầu tư tiếp thu hàng loạt nhận xét từ các ngân hàng trung ương và dữ liệu kinh tế bao gồm báo cáo Việt Nam vào hôm thứ sáu và cắt giảm lãi suất trong những tháng tới. Dữ liệu hôm thứ sáu cho thấy nền kinh tế đã tạo ra 275.000 việc làm trong tháng, từ mức 229.000, cao hơn so với kỳ vọng của các nhà đầu tư kinh tế về 160.000 việc làm mới, do tiền lương bị chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp cũng vừa phải. Theo như ông Jordan cho biết là ghi chú, tuy nhiên việc hạ lãi suất thấp trong 12 tháng và tháng 1 cùng với tỷ lệ thất nghiệp được gia tăng tiết lộ bởi khảo sát của gia đình cho thấy là thị trường đang hạ nhiệt. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 25 vốn nhạy cảm đối với chính sách của Fed nay đã giảm 2 điểm, tiếp thêm động lực đà tăng của vàng. Lãi suất trái phiếu kho bạc cũng giảm một ngày trước đó ngân hàng trung ương châu Âu sẽ cắt, dự báo là lạm phát khiến các nhà đầu tư đặt cược vào việc cắt giảm lãi suất trong tháng 6 là tài sản không sinh lời bằng vàng. Triển vọng lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí cơ hội mua và sở hữu vàng so với các tài sản như trái phiếu, thúc đẩy cho nhu cầu. Kỷ lục về vàng đã diễn ra ngay cả khi một nhóm đầu tư quyết định tìm cách thoát ra. Hội đồng vàng thế giới đưa tin cũng từ hôm thứ năm rằng các quỹ giao dịch toàn cầu đã chứng kiến một đợt tháo vốn trong khoảng tháng 2, kéo dài chuỗi thua lỗ liên tục trong tháng 9, và tổng tài sản quản lý của các quỹ ETF vàng toàn cầu là 1,8% trong tháng 2, xuống còn 206 tỷ, giảm 1,8% xuống còn 206 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên điều đó không làm giảm nhu cầu trú ẩn với kim loại màu vàng khi mà các ngân hàng trung ương tiếp tục mua kim loại màu vàng trong bối cảnh nỗ lực không ngừng làm đa dạng hóa nguồn vốn và dẫn đầu là Trung Quốc. Theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã bỏ ra 1.037 tấn vàng vào năm ngoái và gần mức cao nhất trong mọi thời đại ở năm 2022. Trong thời điểm tới, khi một kim loại màu vàng có thể vẫn là tâm điểm chú ý của lạm phát tiêu dùng và có thể đưa ra manh mối mới về lộ trình cắt giảm lãi suất của Mỹ. Đây là những cái tin tức chính ở trong ngày hôm nay. Thì mọi người vẫn đang kỳ vọng về cắt giảm lãi suất, và có một cái là căng thẳng địa chính trị khi mà cuộc tập trận của NATO đang diễn ra với mức tập trận kỷ lục từ trước đến nay là 90.000 quân, để đe dọa là
sẽ tham gia vào chiến trường ở Nga và Ukraine và đe dọa Nga, có thể đe dọa cả thế giới là với chiến tranh thế giới thứ ba. Nên ở đây là những cái tin tức rất là quan trọng, nên là vàng nó tăng một mạch nó không giảm. Và tuần vừa rồi thì mình biết là có rất nhiều các bạn gồng lệnh và đang âm tài khoản rất nhiều, thì mình luôn luôn khuyên các bạn là không lên gồng lệnh, bởi vì là các bạn có thể ăn được ở những cái thị trường đi ôn hóa như này rất nhiều, nhưng chỉ cần thị trường có đi một sóng một mạch như này thôi là các bạn sẽ mất hết những cái gì trước đấy. Và mình cái điều đấy là mình cũng luôn luôn nhắc nhắc nhóm của mình luôn, là các bạn không được đi ẩu. Tuần vừa rồi mình cũng đã gỡ lệnh cho mấy bạn ở trên nhóm và các bạn vẫn không thể kỷ luật được. Chỉ có kỷ luật thì chúng ta mới kiếm được lãi trên thị trường này, và nếu chúng ta không kỷ luật thì chúng ta sẽ mất hết những cái gì chúng ta đã kiếm ra được. Quay trở lại chặt vàng thì mình phân tích từ khung D1 về. Khung D1 Ben này nó mở rộng ra nhưng mà nó chưa có thiên hướng, chưa có thiên hướng là đi ngang, cho nên là chỉ cần Ben dưới này bẻ ngang và bên trên bẻ ngang thì nó sẽ có một nhịp hồi rất mạnh. Mình nghĩ là sẽ hồi về được đến 2063 vào 2087. Đấy là hai cái vùng mà nó có thể hồi về được trong khung ngày nhé các bạn nhé. Nhưng chúng ta phải chờ tín hiệu lên đảo chiều. Về đến khung 4 giờ thì vàng nó vẫn liên tục tăng, nó bám Ben đi lên kinh khủng và làm trên MA liên tục, chưa có dấu hiệu chạm về MA. Mà chúng ta cứ canh sell ở đoạn này thì chúng ta chỉ có bắt đáy thôi, nên là chúng ta không nên canh sell nhé. Chúng ta sẽ nhìn vào ở góc độ khách quan hơn. Vàng nó cũng biết đâu nó còn tăng nữa, đang 2050 à 2250 2300 thì sao, nên là chúng ta sẽ không nên canh sell đoạn này. Và chúng ta về đến khung 1 giờ, về đến khung 1 giờ thì chúng ta nhìn thấy men nó cứ bắt đầu bó hẹp phát bung lên này. Sau nó lại tích lũy bó hẹp phát bung lên này. Sau nó lại bắt đầu tích lũy bó hẹp. Đó, đây là những cái tín hiệu rất tích cực cho con vàng. Thì ngày hôm nay giá vàng nó sẽ như thế nào sau khi mà nó tạo một cái cây nến nhấn chìm như này? Giá vàng nó sẽ có thể lên lại đây một lần nữa và nó sẽ sập xuống đây để tạo cái chốc. Đấy là về cái tín hiệu tích cực để giúp cho vàng ngày hôm nay giảm. Và vàng khung ngày hôm nay nếu không có tin tức gì, nếu nó đóng cửa một cái nến doji, ví dụ rút chân lên đây kéo xuống hoặc là rút chân xuống dưới kéo lên thì nó là một cái nến doji và màu đỏ, thì ngày mai thì mới có khả năng là vàng nó sẽ giảm. Còn như ngày hôm nay ở trong khung mở 15 phút thì toàn bộ nến vẫn nằm trên đường EMA 20 và chúng ta sẽ thấy là có một cái nhịp tăng và giảm của cái hôm thứ sáu tuần vừa rồi, thì nó tăng lên rất là mạnh, ngay sau đến nó giảm xuống luôn. Thì đây là về những cái tín hiệu mà phe bán đã tham gia nhiều hơn vào thị trường, mới chỉ tham gia nhiều hơn thôi nhé, còn thắng thế thì phe bán chưa thắng thế. Nên là chúng ta sẽ ngày hôm nay chúng ta không có tin tức gì mạnh nên chúng ta sẽ canh mua và canh sell ở những cái điểm mà chúng ta cho là nó quan trọng. Thì mình sẽ canh mua ở cái vùng 2170 và L mình để 2163, và TB thì mình sẽ TB lên vùng 2190 2191, hoặc là mình chỉ TB về đến cái vùng 2186 thôi để đạt tỷ lệ 1.2. Còn nếu mà mình có một cái trường hợp nữa, nếu mà cái kèo này mà đến cái vùng 2170 nó không phản ứng này thì mình sẽ canh buy lại ở cái vùng 2164 và SL mình sẽ đặt ở cái vùng 2155 và TB mình sẽ TB lên lại cái vùng 2180, hoặc là chúng ta chỉ TB lên vùng 2183 thôi. Với mình thì mình thích yêu thích tỷ lệ 1.2 các bạn nhé. Đây là về cái kèo chính cho ngày hôm nay. Đây là kèo canh buy nhé. Còn về kèo canh sell thì nếu các bạn canh sell thì các bạn sẽ canh sell ở vùng 2190 và SL thì mình sẽ đặt ở vùng 2198 và TB thì chúng ta TB lại về đến 2170. Đấy, đạt tỷ lệ 12.6. Đây là về những cái kèo canh buy và canh sell cho ngày hôm nay. Thì mình nói lại để cho các bạn nghe rõ này.
Về cái kèo canh cho ngày hôm nay thì mình sẽ canh buy lên ở 2170 và SL mình sẽ canh SL ở 2163 và TB thì TB lên 2186 và 2190. Còn về cái kèo canh buy thứ hai, nếu xuống đây nó không có phản ứng thì chúng ta sẽ canh buy ở 2164 và SL 2154 và chúng ta sẽ TB lên 2183. Và cái kèo canh sell thì chúng ta sẽ canh sell ở 2190, SL 2198 và TB 2171. Đây là về những kèo chính cho ngày hôm nay thì các bạn có thể lốt ra để chơi. Ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần thì kính chúc toàn thể quý anh chị và các bạn một tuần mới giao dịch đạt thật nhiều lợi nhuận và thật nhiều năng lượng để làm việc. Xin chào tạm biệt các bạn.